Chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Logan. Thì trước mặt các bạn đây chính là hai đơn hàng mà mình mới mua được ở trên Shopee. Thì một cái hộp á là mình mua mấy cái linh kiện dùng để thay thế cho cái Nokia 1110i, với lại một cái hộp á là nó có mấy cái sạc điện thoại nha các bạn. Thì cả hai mua với giá là khoảng 80.000 đồng nha, là đã bao gồm ship ở trong đó luôn rồi đó. Thì mình mua về để bọc phạch ráp thành một cái máy hoàn chỉnh thôi. Cái hộp này là chứa mấy cái sạc điện thoại này, trong đó có con Nokia 1110i. Còn này là cái vỏ với lại pin mỏng gì đó thì dùng để thay thế. Đây thì cái hộp này, đơn vị vận chuyển là bên Việt Tây Bót nè, ở Việt Nam Bót chứ. Đây mình mua vỏ pin gì này nọ dùng để thay thế cho Nokia 1110i nè. Giờ mình sẽ mở ra nha. Thì đây là mình sẽ có một cái sạc Nokia 1110i nha. Chủ yếu là quan tâm cái máy này thôi. Vỏ rất là xấu nha. Còn hai cái này thì bỏ qua đi, tại mình cũng không có đồ để test nữa, không biết có xài được không. Đây thì mình mua một pin này. Và bộ vỏ thay cho Nokia 1110i. Hai cái tại phải mua hóa đơn trên 50.000 thì mới có free ship nha các bạn. Thì bộ vỏ này thì trên Shopee bán là chỉ có 10.000 đồng nha, còn ba cái sát này là mua 80.000 nè. Vỏ của cái con này nè, cảnh thì mình thay luôn, với lại một cái sạc và một cái mic. Cái mic của con 1110i lỡ nó bị hư thì gì thay. Ok, bây giờ mình sẽ test nha. Ok, và các bạn có thể thấy hả, tình hình là cái máy Nokia 1110i của mình á thì vỏ nó rất là cũ nha. Đây đó, xíu hồi sẽ bỏ luôn cái phần vỏ này ra để mà ấy nha. Giờ trước tiên là phải lau sơ cái phần xương của nó đã. Ở đây nó có hơi mới một tí nè, bây giờ mình vẫn chưa mua cái thùng xương mới nên chắc không có thay được, chắc chỉ thay phía vỏ ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ lau qua. Các bạn thì vệ sinh sơ qua thì nói chung cũng gọi là khá là sạch rồi đó.
tại mình không có tour dính mở cái phần men lên cho nên cũng chưa về xin cái phần trong được, mà nói chung bên ngoài xíu là cũng ok rồi, vậy là cũng ổn rồi. Bây giờ mình sẽ thay vỏ nha. Thì cái này là vỏ linh kiện mua 10.000 thì cho nên không có được đẹp với lại bấm nảy như là vỏ zin nha các bạn. Nói chung là đỡ thôi. Với lại mấy cái phím này hả, là bấm một thời gian á thì nó cũng bay màu rồi. Mà chứ dọc dạch về để chân chơi hoặc là nghe gọi chữ cháy thôi. Ok, và đây là chiếc Nokia của mình sau khi đã thay vỏ xong nha các bạn. Thì cái này phần vỏ ngoài thôi, còn cái phần khung xương của nó thì có hơi mớp chút xíu nè, hơi cũ rồi, cũng sao. Còn cái phần tem này made in Việt Nam là không phải nha các bạn, cái này là tem dán thôi, nó không có trùng với lại cái email của máy đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ sim vô để test nha. Đó, lên sóng Mobifone liền rồi nha các bạn. Thì cái phần gió lô ha, là cho nên mấy cái phần chữ với lại phần màn phần kính ngoài nó hơi chạy chút xíu. Dùng chữ cháy tương đối thôi. Đây, cho con gái hiện lại. Rồi. Ở các bạn thấy không? Giờ gọi để mà test chuông nha các bạn. Đó. Giờ bấm sao thằng không 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 thằng. Đó, thì nó ra cái mã như vậy nè. Sao thằng không sao thằng. Thì nó ra cái số email này đó, thì mình trước đó là mình cũng đã check ở trên trang web rồi. Thì nó ra cái mã Nokia luôn nha các bạn. Đó, thì coi như là cái này cũng có thể gọi là main chính hãng Nokia rồi đó. Chỉ có là phím vỏ pin là thay thôi. Đó. Đó, thì như các bạn thấy ha, thì cái mua hai cục hàng của mình á là hết 160. Thì bao gồm mấy cái linh kiện lặt vặt với lại mấy cái vỏ và mấy cái sáng Nokia khác nữa, nhưng mà sẽ lẻ ra hả. Thì tính ra ha, là cái sách điện thoại không á là 30.000, cái vỏ 10.000, cục pin là 30 đi, rồi mua thêm cái dây sạc nữa hết 10.000 thì cũng khoảng 100k đúng không các bạn. Đó, thì cái này mình mua lẻ về lắp ráp để mà làm chơi thôi, chứ các bạn muốn mua mấy cái máy mà người ta dọn mà sạch sẽ mới mà có pin có dây sạc đầy đủ mà có bảo hành luôn á thì ở trên Shopee bán rất nhiều nha. Khoảng tầm 100 cho đến 200 gì đó, tùy các shop người ta bán. Đó, cổ này mình mua lắp ráp về để mình dọc chơi thôi.
Và video review nhanh đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thích video thì hãy bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.